Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cách làm món thịt kho tàu. Đây là món ăn rất là quen thuộc và được rất là nhiều người ưa thích ở trong bữa cơm hàng ngày. Nguyên liệu chính để làm thịt kho tàu chính là thịt ba chỉ. Các bạn sẽ chuẩn bị 1 cân thịt ba chỉ, 2 quả dừa xiêm, 10 quả trứng vịt, 5 củ tỏi, 5 quả ớt. Và thêm các loại gia vị như là đường, mắm, muối, bột ngọt. Chúng ta sẽ bắt đầu chế biến món thịt kho tàu này nhé. Đầu tiên thì trứng, chúng ta sẽ luộc trứng này để nguội, sau đó lột vỏ trứng. Đối với trứng thì các bạn có thể lựa chọn trứng vịt, trứng gà hoặc là trứng cút. Các bạn thích ăn cái loại trứng nào thì chúng ta có thể mua loại trứng đó. Tùy vào số lượng mà mình muốn ăn bao nhiêu, gia đình có bao nhiêu người thì các bạn sẽ áng chừng để luộc ngần ấy trứng. Và trứng thì các bạn có thể luộc để nguội, hoặc là sau khi luộc thì các bạn sẽ rán trứng lên để cái lớp vỏ trứng nó giòn, nó dai hơn, ăn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tiếp đó thì thịt ba chỉ các bạn sẽ rửa sạch này, sau đó thì cắt thành từng miếng to bằng khoảng ba ngón tay, cắt miếng vuông. Các bạn sẽ ướp thịt với hàm lượng gia vị là 4 muỗng đường này, nửa muỗng muối, 1 muỗng tỏi băm, nửa muỗng bột ngọt. Sau đó thì đảo đều để khoảng 30 đến 40 phút để cho thịt ngấm gia vị. Sau đó thì các bạn sẽ mang lên kho, cho nồi thịt lên bếp này, mở lửa lớn, đợi sôi, đảo nhẹ cho thịt hơi săn lại. Sau đó thì các bạn sẽ cho thêm nước dừa vào cùng với bột ngọt này, nước mắm này. Nếu mà nước dừa vẫn chưa đủ ngập thịt thì các bạn sẽ cho thêm một chút nước lọc vào. Trong quá trình nấu thì các bạn để lửa vừa, các bạn có thể cho thêm vài lát ớt vào để kho cùng. Đến khi nước cạn một nửa thì vặn lửa nhỏ liu riu thôi. Các bạn có thể nếm lại một lần nữa cho vừa ăn, sau đó thì tắt bếp và thưởng thức cùng cả nhà. Món thịt kho tàu này rất là dễ làm đúng không nào? Hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công cái món thịt kho tàu. Video của mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào các bạn.